Tối qua, huyện đoàn Nghi Xuân đã tổ chức lễ thắp nến tri ân tại phần mộ Đại thi hào Nguyễn Du nhân kỷ niệm 255 năm sinh, tưởng niệm 200 năm mất của Đại thi hào. Các đại biểu đã thắp nến đặt vòng hoa tưởng nhớ, bày tỏ lòng thanh kính, biết ơn sâu sắc danh nhân văn hóa thế giới Đại thi hào Nguyễn Du, người đã để lại cho hậu thế những kiệt tác văn chương, những công hiến to lớn cho nền văn học nước nhà và góp phần vào sự phát triển văn hóa của nhân loại. Đây là dịp để tuổi trẻ Nghi Xuân thể hiện lòng tự hào, tôn vinh những đóng góp to lớn của Đại thi hào đối với nền văn học, văn hóa Việt Nam và nhân loại, góp phần giáo dục truyền thống văn hóa, tình yêu quê hương đất nước và phát huy vai trò trách nhiệm của thế hệ trẻ trong các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của quê hương dân tộc.